Nếp nhăn ư? Đã có filler. Đã hết nếp nhăn. Vẫn còn nếp nhăn. Hôm qua có một bạn gái đến gặp bác sĩ Thảo và than phiền rằng: "Bác sĩ ơi, em mới tiêm filler để điều trị nếp nhăn mắt. Mà sao hôm nay em nhìn vào gương em cười, em thấy quá nhiều nếp nhăn. Em đi làm em không dám cười luôn á. Tại sao như vậy?" Đây là câu chuyện chia sẻ của rất là nhiều chị em chứ không phải riêng bạn gái đó. Rằng các bạn đã chưa hiểu rõ về nếp nhăn của mình là như thế nào và ưu khuyết điểm của từng phương pháp điều trị. Nên các bạn hay lầm tưởng về những cái kết quả của các phương pháp điều trị. Và khi không hài lòng thì lại tỏ ra thất vọng. Và cái trường hợp của bạn gái trên là bạn mới điều trị cái nếp nhăn tĩnh mà thôi, trong khi cái nguyên nhân gây ra nếp nhăn bạn vẫn chưa hề đả động gì tới cả. Như video trước đây tôi đã chia sẻ thì nếp nhăn có hai loại là nếp nhăn động và nếp nhăn tĩnh. Nếp nhăn động là sẽ xuất hiện khi chúng ta cử động khuôn mặt. Còn nếp nhăn tĩnh là hậu quả của nếp nhăn động lâu ngày sẽ dẫn đến nếp nhăn tĩnh. Như vậy thì trường hợp của bạn gái trên, bạn dùng filler để tiêm vào cái nếp nhăn khi bạn không có cười. Như vậy bạn mới điều trị cái hậu quả của nó thôi. Bạn chưa điều trị cái nguyên nhân gây ra nếp nhăn. Như vậy tóm lại, để điều trị một nếp nhăn hiệu quả thì chúng ta phải điều trị cái nguyên nhân gây ra nếp nhăn, tức là nếp nhăn động, nếp nhăn do co cơ thì chúng ta phải sử dụng Botox. Và cái nếp nhăn khi chúng ta không cười gì hết, chúng ta nhìn vào gương mà thấy nếp nhăn thì đó là nếp nhăn tĩnh, thì chúng ta phải dùng filler hoặc laser hoặc là roller để điều trị cái nếp nhăn tĩnh đó. Như vậy cái câu hỏi điều trị nếp nhăn bằng filler có đúng hay không? Cái này không đúng mà cũng không sai, chỉ là nó chưa đủ mà thôi. Như vậy các bạn đã hiểu rồi phải không? Xin chào và hẹn gặp lại.